Xin chào và cảm ơn các bạn đã quay trở lại kênh YouTube chính thức của Diễn đàn Trader Việt, nơi chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm trading cho cộng đồng trader Việt Nam. Dành cho những ai chưa biết thì mình là Lê Huệ Trương, editor của Trader Việt. Hôm nay Lê Huệ xin được quay trở lại với series lớp học Forex căn bản, và hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu một bài học với tựa đề là các phiên giao dịch Forex và thời điểm tốt nhất để giao dịch Forex trong ngày nhé. Nhưng trước tiên hãy cùng đi ngay vào phần intro ở đầu video nhé. Như thường lệ thì mình xin mời mọi người hãy tạm ngừng video lại để đọc phần cảnh báo rủi ro này kỹ hơn nha. Rồi, bây giờ chúng ta cùng đi vào bài học chính thôi. Thị trường Forex mở cửa 24 giờ trên ngày, nhưng không phải lúc nào cũng sôi động. Đôi lúc có thể thị trường biến động rất nhanh, nhưng đôi lúc giá chỉ nhúc nhích một chút lại là cả một vấn đề. Để hiểu rõ thì hôm nay chúng ta sẽ đi tìm hiểu về thời gian giao dịch của thị trường nhé. Thị trường sẽ có 4 phiên chính, đó là phiên ở Sydney, Tokyo, London và New York lần lượt mở cửa và đóng cửa như mọi người có thể thấy trên màn hình. Tuy nhiên, tùy theo mùa thì giờ mở cửa và giờ đóng cửa giữa các phiên sẽ thay đổi như sau. Giờ mùa hè thì mọi người có thể thấy là phiên Sydney sẽ mở cửa tại giờ Việt Nam là 7 giờ sáng nhưng đóng cửa vào lúc 2 giờ chiều. Phiên Tokyo thì mở cửa vào lúc 6 giờ sáng nhưng đóng cửa vào lúc 3 giờ chiều. Phiên London thì 2 giờ chiều cho tới 11 giờ tối. Và cuối cùng là phiên New York từ 7 giờ tối đến 3 giờ sáng. Tuy nhiên sang giờ mùa đông thì có một chút thay đổi như thế này. Phiên Sydney mở từ 4 giờ sáng tới 1 giờ chiều. Phiên Tokyo mở từ 6 giờ sáng đến 3 giờ chiều. Phiên London mở từ 3 giờ chiều đến 12 giờ tối. Và phiên New York thì mở từ 8 giờ tối đến 4 giờ sáng. Nếu bạn chú ý thì sẽ có những khoảng thời gian trùng nhau giữa các phiên. Ví dụ như vào 3 giờ đến 4 giờ chiều là thời gian trùng giữa phiên Tokyo và phiên London. 8 giờ đến 12 giờ tối là thời gian trùng giữa phiên London và phiên New York. Trong những khoảng thời gian trùng này, khối lượng giao dịch được đẩy lên cao và giá thường biến động rất lớn. Rồi bây giờ mọi người hãy cùng quan sát với mình xem biến động bình quân của các cặp tiền trong từng phiên giao dịch ra sao nha. Từ bảng trên thì có thể thấy ở phiên Âu thường là phiên có biến động nhiều nhất đúng không? Mình lấy đơn cử như cặp đầu tiên đó là cặp EO thì trong phiên Tokyo biến động bình quân chỉ là 76. Kể cả trong phiên New York thì cũng chỉ có 92 nhưng trong phiên London thì biến động lên cao nhất 114. Rồi bây giờ chúng ta hãy cùng đi tìm hiểu rõ hơn đặc điểm của từng phiên nhé. Đầu tiên sẽ là phiên Á. Phiên Á mở cửa thường là vào 7 giờ sáng Việt Nam và được xem là thời điểm bắt đầu của thị trường Forex. Phiên Tokyo thường được gọi là phiên Á bởi vì Tokyo là trung tâm tài chính của châu Á. Nhật Bản cũng chính là trung tâm giao dịch ngoại hối đứng thứ 3 trên toàn cầu. Và chắc là không ai ngạc nhiên về việc đồng JPY được giao dịch nhiều thứ 3 trên thế giới, chiếm khoảng 16,5% của tất cả các giao dịch. Trên hết, khoảng 21% các giao dịch Forex được thực hiện trong phiên này. Mọi người có thể quan sát bảng bên phải để xem số điểm biến động bình quân của các cặp tiền chính trong phiên Á nhé. Vậy thì trong phiên Á có những đặc điểm nào mà trader chúng ta cần chú ý? Thứ nhất, về độ biến động. Biến động không chỉ được giới hạn tại Nhật Bản, rất nhiều các giao dịch khác được thực hiện ở các đầu mối như là Hồng Kông, Singapore và Sydney. Vậy ai là người tham gia chính? Người tham gia giao dịch chính ở phiên Á thường là các công ty xuất nhập khẩu và các ngân hàng trung ương. Nên nhớ rằng, nền kinh tế Nhật phụ thuộc nhiều vào xuất khẩu và với việc Trung Quốc là một thị trường chính thì các giao dịch sẽ trở nên sôi động hơn theo ngày. Còn về tính thanh khoản, nhiều khi sẽ thấp. Giao dịch trong phiên Á có thể dẫn đến hiệu quả thấp vì phải chờ đợi nhiều đó. Các cặp tiền liên quan đến các quốc gia châu Á Thái Bình Dương sẽ biến động nhiều hơn. Mình lấy ví dụ như cặp AUD/USD hay là NZD/USD. Trong giai đoạn thiếu thanh khoản, giá có thể biến động trong biên độ hẹp, dẫn đến cơ hội cho một cú bứt phá vào các phiên sau. Về tính chất của biến động thì biến động thường sẽ bắt đầu ở đầu phiên khi mà các thông tin kinh tế được công bố ra. Biến động trong phiên Á thường sẽ đưa ra phương hướng cho cả ngày. Trader trong các phiên sau thường nhìn vào những biến động trong phiên Á để xác định phương hướng cho các phiên sau.
Đặc điểm của xu hướng thì chúng ta sẽ cần lưu ý là thường thì sau những biến động mạnh của phiên New York trước đó, bạn sẽ chứng kiến giá cô động trong phiên Á. Vậy tóm lại, trong phiên Á chúng ta cần nên giao dịch những cặp tiền nào? Phiên Tokyo là thời điểm mà Úc, New Zealand và Nhật công bố thông tin và là cơ hội tốt để giao dịch theo tin. Ngoài ra, sẽ có nhiều biến động cho những cặp tiền có JPY trong giai đoạn này. Lưu ý rằng, Trung Quốc là một nền kinh tế mạnh, nên khi có những thông tin của Trung Quốc được công bố ra, thì thị trường có thể sẽ biến động mạnh. Với Úc và Nhật dựa nhiều vào nhập khẩu từ Trung Quốc, thì chúng ta sẽ thấy JPY và AUD biến động mạnh khi Trung Quốc công bố thông tin. Vậy còn phiên Âu thì sao? Khi phiên Tokyo chuẩn bị nghỉ thì phiên London mới chuẩn bị bắt đầu ngày mới. Mặc dù có vai trò là trung tâm tài chính ở châu Âu, nhưng London là nơi tập trung được nhiều sự chú ý nhất. Trong lịch sử thì London luôn là một trung tâm giao dịch dựa vào vị trí chiến lược của nó. Khoảng 30% khối lượng giao dịch của thị trường là từ phiên London mà ra. Như mọi người có thể quan sát ở bảng bên phải màn hình thì đó là bảng ghi nhận số điểm biến động của các cặp chính trong phiên Âu. Lướt mắt sơ qua thì chúng ta có thể thấy là cặp GBP Pound và JPY có độ biến động cao nhất là 151 điểm và cặp có biến động thấp nhất đó là cặp Euro GBP Pound là 61 điểm. Vậy chúng ta cần lưu ý những đặc điểm gì trong phiên Âu? Vì phiên London có thời gian trùng với hai phiên khác là phiên Á và phiên Mỹ nên London là trung tâm tài chính chính với khối lượng giao dịch lớn tập trung vào giờ này. Điều này sẽ khiến thanh khoản cao và chi phí giao dịch có thể sẽ giảm, chẳng hạn như là spread sẽ thấp xuống. Vì khối lượng giao dịch lớn nên phiên London được xem là phiên có biến động lớn. Nói về đặc điểm của xu hướng thì hầu hết xu hướng bắt đầu trong phiên Âu và hướng đi này sẽ tiếp tục cho đến khi hết phiên New York. Xu hướng có thể đảo chiều vào cuối phiên Âu khi mà dân giao dịch châu Âu quyết định chốt lời. Còn tính chất của độ biến động thì biến động có thể giảm vào giữa phiên khi mà trader trong phiên nghỉ để ăn trưa, đồng thời đợi cho phiên Mỹ mở cửa. Vậy một câu hỏi mà chắc có lẽ nhiều anh em băn khoăn đó là thời điểm tốt nhất để giao dịch Forex trong ngày là gì? Mình xin phép được trả lời, đó chính là khoảng thời gian trùng giữa các phiên. Khoảng thời gian trùng giữa các phiên luôn là giai đoạn mà tính thanh khoản của thị trường được đẩy lên cao nhất. Vì vậy, việc tìm hiểu về vấn đề này có thể đem lại những thuận lợi trong giao dịch cho chúng ta. Nào bây giờ chúng ta hãy cùng xem đâu là những thời điểm tốt nhất cụ thể hơn nha. Đầu tiên là giờ trùng giữa Tokyo và London, tức là phiên Á và phiên Âu. Giai đoạn này thường thì thanh khoản sẽ không cao. Trước tiên, do việc phiên Á không có nhiều biến động nên có thể vào cuối phiên tình hình cũng không có gì thay đổi. Đồng thời, cuối phiên Á là mở đầu phiên Âu thì dân giao dịch châu Âu chỉ mới bắt đầu ngày làm việc nên có thể thị trường sẽ rất buồn tẻ. Giai đoạn này, bạn có thể làm việc riêng hoặc chuẩn bị những kế hoạch cho phiên Mỹ. Sang đến giờ trùng giữa London và New York, tức là phiên Âu và phiên Mỹ, thì bữa tiệc thực sự nằm ở đây. Vì lúc này cả hai trung tâm tài chính lớn là London và New York cùng làm việc. Thị trường sẽ biến động mạnh, đặc biệt là khi Mỹ và Canada công bố thông tin, hoặc thị trường sẽ tiếp tục phản ứng với những tin đã công bố trong phiên Âu. Nếu một xu hướng đã hình thành tại phiên Âu, thì thường nó sẽ tiếp tục vào phiên Mỹ. Khi dân giao dịch Mỹ nhảy vào tiếp, sau khi đã xem xét những thông tin công bố trước đó. Tuy nhiên, mọi người cần phải cẩn thận bởi vì vào cuối phiên Âu thì dân giao dịch châu Âu có thể sẽ đóng những lệnh họ đã có trước đó, khiến cho thị trường biến động lộn xộn vào tầm 12 giờ đêm tại Việt Nam. Rồi như vậy là chúng ta đã kết thúc bài học ngày hôm nay. Mình hy vọng sau khi xem xong video thì anh chị và các bạn, đặc biệt là những anh chị newbie, có thể nắm rõ hơn đặc điểm của từng phiên giao dịch Forex, từ đó có thể thiết kế nên kế hoạch giao dịch hiệu quả hơn. Nếu thấy video này hay và hữu ích thì đừng quên nhấn like để ủng hộ mình cũng như đội ngũ trader Việt. Còn nếu bạn là người mới thì đừng quên nhấn subscribe cũng như hình chuông nho nhỏ bên phải để không bỏ lỡ bất kỳ video nào của trader Việt nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. See you soon!